Chào các bạn, có nhiều bạn hỏi là trong quá trình chúng ta lựa chọn bên ấy thì chúng ta nên dùng bên H, đây là cái bên H này, hay dùng bên dòng B này các bạn, hay là dùng bên dòng Z. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi về cái khái niệm cơ bản của ba cái dòng bên này. Đầu tiên là dòng bên H đấy các bạn nhé. Dòng bên H là cái dòng bên phổ thông bị hạn chế một số cái tính năng và ưu tiên về cái mức giá. Có nghĩa là nhà sản xuất cắt bớt đi một số thứ để ưu tiên cho cái phân khúc khách hàng ở cái tầm thấp. Ít nhất các bạn nhìn thấy họ đã cắt bớt về bảng mạch nó nhỏ hơn. Vì vậy là giá cả nhiều thứ nó sẽ rẻ đi rất nhiều. Còn dòng B là một dòng bên đầy đủ các tính năng của một bên ba thông thường. Vì vậy nó đã trang bị đầy đủ các công nghệ sản xuất của cái dòng socket đó. Cuối cùng là cái dòng bên Z. Đây là các dòng bên cao cấp dùng để hỗ trợ cái việc ép xung và nhiều tính năng chuyên biệt khác. Đặc biệt là nó tối ưu cho các bạn khi dùng những con chip có cái nhân tố K ở đằng sau. Hoặc nói nôm na cho các bạn dễ hiểu là tiện với dùng cho Xeon khủng và những cái dòng chip i7. Vậy bạn sẽ chọn dòng bên nào? H, B hay K? Cái này phụ thuộc vào cái nhu cầu các bạn dựng cây làm gì? Dựng một lần rồi thôi hay dựng một lần tiếp tục nâng cấp? Nếu các bạn chỉ sử dụng văn phòng với cái điều kiện là chip i3, i5 cộng với RAM 16GB là tối đa thì ưu tiên dòng H vừa rẻ tiền đáp ứng đầy đủ các hiệu năng của nó. Còn nếu các bạn sử dụng chơi game và thiên về đồ họa, dòng B là một cái sự lựa chọn không hề tồi cho các bạn. Tiện nâng cấp, trâu chó và bền bỉ và nó hỗ trợ thêm nhiều cái tính năng khác. Còn nếu bạn sử dụng máy tính 24 trên 24 dùng việc chơi game hay xử lý đồ họa, các dòng bên Z vẫn là một sự lựa chọn tối ưu nhất để đi kèm với những CPU và nhiều RAM hơn, nhiều ổ cứng hơn, hỗ trợ 2 Vega, tất cả những yếu tố đó sẽ cho các bạn những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nhưng ở trong cùng một dòng socket, đôi khi các bạn nhìn thấy những cái main dòng B đẹp hơn rất nhiều những cái main dòng Z. Mình lấy ví dụ, đây là H97 Gaming. Các bạn nhìn thì các bạn có thể thấy nó hầm hố và nó tối ưu hơn cả cái dòng Z97. Vì vậy, chúng ta không thể chắc chắn được 100%. Đôi khi B hay Z còn phụ thuộc vào cái giá tiền các bạn bỏ ra và cái phân khúc của cái dòng main đó. Ví dụ, đây được thiết kế cho việc chơi game chuyên biệt. Vậy là chúng ta đã có câu trả lời cho một câu hỏi khá khóc búa là nên dùng main dòng H, dòng B hay dòng Z. Rất đơn giản phải không các bạn? Hãy lựa chọn theo cái số tiền mình muốn bỏ ra, nhu cầu sử dụng và sau này có nâng cấp ở cùng cái phân khúc đó hay không. Và những cái đồ các bạn muốn ráp cùng, nếu các bạn chọn một con CPU i7 cộng với hai thanh 16GB cùng với hai chiếc card Vega thì dòng B và dòng Z là cái sự lựa chọn bắt buộc cho các bạn. Còn nếu các bạn chọn một con i3, một thanh RAM 8GB thì đó là cái sự lựa chọn của dòng H. Đây là những cái ý kiến cá nhân. Vì vậy, rất mong các bạn cũng đóng góp những cái ý kiến cá nhân của các bạn để chúng ta có cách lựa chọn giữa ba cái dòng main một cách chuẩn xác nhất. Còn như lúc đầu Tùng đã nói, tất cả B, H, Z đều có những cái phổ cập nhất của dòng main, đó là hỗ trợ gần như tất cả CPU, tối thiểu là RAM 16GB đến bây giờ, tối thiểu là SATA 3, audio, LAN, tất cả đủ cả. Đắt tiền hơn sẽ trang bị linh kiện tốt hơn, sẽ trang bị những cái hỗ trợ chuyên biệt hơn.